Dạ, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhé. Trong buổi tối ngày 6 tháng 10 2023, hiện tại bây giờ là 8 giờ tối, thì Hải đã có mặt tại con đường Nguyễn Đình Chiểu quen thuộc. Thì hôm nay Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, mình về đường Lý Thái Tổ, cũng như là qua khu vực khu phố nội thất của tại quận 10 nha mọi người. Dạ vâng, thì hôm nay thì thời tiết Sài Gòn lại mưa, lại tiếp tục mưa rồi mọi người ạ. Mưa từ lúc 3 giờ 30 và đến bây giờ là 8 giờ tối rồi, đang vẫn đang còn mưa. Đây, tuy thì nó mưa cũng nhỏ đi, lúc tầm khoảng 5 6 giờ thì nó mưa lớn giống như ngày hôm qua thôi. Nhưng hôm nay thì đỡ hơn một xíu này. Đấy. Nhưng mà Hải thì Hải rất ghét cái thời tiết nó mưa thế này mọi người. Nó mưa thế này thì đi quay nó cũng không được thoải mái, mưa gió. Mọi người ra đường thì nhớ thì cầm theo áo mưa cũng như cầm theo ô nhé, để mình đi chơi, đi dạo. Đây, lượng xe đi đường rất là đông. Dạ vâng, thì ở dọc dọc khu vực này á, là những cái cửa hàng thời trang cũng đóng cửa cũng tương đối là nhiều mọi người. Đây, cũng có một số căn đang treo biển cho thuê mặt bằng tại con đường này. Và con đường Nguyễn Đình Chiểu này nó kéo khá là dài mọi người, từ quận 10, từ quận 1 mà qua tới khu vực giáp ranh với quận 10 luôn, thì mọi người biết là nó cũng khá là dài. Thì tiếp theo là mình tới với đường Vườn Chuối giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu nhá. Từ giờ hôm nay là có vẻ là mưa đang nặng hạt lên dần nữa mọi người. Hôm nay Hải sẽ cố gắng quay mọi người. Hôm nay thì mình cũng có áo mưa bộ rồi, nên có thể quay thoải mái, cập nhật thoải mái cho mọi người xem. Đây, dạo phía bên này nữa mọi người, đây là những cửa hàng quần áo này. Phía bên này thì có bán áo dài, rồi bán áo dài cách tân, đa dạng mẫu mã luôn đó mọi người. Tiếp theo tới là bên cái hãng thẩm mỹ này. Đây, khá lớn, mới vừa được hoàn thiện cách đây khoảng 3 tháng thôi. Thì mưa gió này thì không biết là cuối tuần này cô chú anh chị mọi người đi chơi đâu. Hôm nay thứ 6 rồi, ngày mai thứ 7. Ngày mai thì đa số phần công ty rồi, cán bộ nhà nước thì ngày mai họ sẽ nghỉ, chỉ có một số làm nó thôi. Thì không biết là mọi người có đi chơi đâu hay là cũng ở nhà thôi. Nhưng mà thấy mưa gió này chắc ở nhà đó, mình cũng đi dạo quanh quanh trung tâm Sài Gòn. Tiếp theo là mình tới với đường Cao Thắng nha mọi người. Đường Cao Thắng này cũng tương đối là dài, từ đầu quận 1 mà kéo tới đến quận 10 luôn. Lâu rồi Hải mới đi, hôm nay thì thấy tại con đường Nguyễn Đình Chiểu này bây giờ nhiều cái mặt bằng đã có nhiều chủ mới và nhiều cái thương hiệu quần áo mới thuê mọi người. Ít cái chỗ cho thuê mặt bằng rồi. Lên trên này thì có vẻ là đông xe hơn này. Đây, mọi người thấy lượng xe đi lại đông hơn, nhộn nhịp hơn. Tiếp theo là mình tới với đường Bàn Cờ nhá. Đường Bàn Cờ giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu. Đôi khi thì Hải thấy nó mưa như thế này thì nhìn đường xá nó lại tương đối là sạch nha mọi người. Nó sạch sẽ hơn. Các bạn đi nó cũng mát mẻ hơn một xíu. Thôi, thì tới tiếp theo là đến cái này là bán thơm thái mini và sẵn luôn cho mọi người sẵn ăn thôi. Chất tầm khoảng 10.000 một trái. Đường Thái Nhân Thuật này. Đường Thái Nhân Thuật này nó cũng kéo dài từ đường Minh Khai mà tới đường Điện Phú luôn, tầm khoảng 2 km. Đường Thái Nhân Thuật này thì đa dạng đồ ăn cũng như là nước uống nha mọi người, về phục vụ nhu cầu người dân về đêm là chính.
chỉ tầm khoảng 50 mét nữa thôi thì mình sẽ tới với đường Lý Thái Tổ. Và dọc khu vực này thì mọi người có thể thấy là bán hoa, đấy, những cái nhà bán hoa rồi bán sake lắc này. Đôi khi thì ở mưa gió thế này thì nó bất tiện cho mình đi chơi. Đấy, đôi khi có quý chú chị mình vào Sài Gòn cũng như là từ nước ngoài về có một chút thời gian đi chơi khoảng vài khoảng tuần gì đấy, mà mưa khoảng 5-6 ngày thì hết và đi chơi luôn rồi, không biết là đi chơi đâu luôn. Mưa gió này thì vắng, giống như mấy ngày vừa rồi thì Hải có cập nhật tại phố Tây Bùi Viện đó mọi người, cực kỳ là vắng, không có mấy du khách luôn á, mưa gió là đâu tới đâu, mà đa phần là nhân viên là nhiều đứng lấy xe ô thôi. À vâng, thì tiếp theo là tới đến quán lẩu bò mọi người, đồng ghê luôn đấy. Mưa gió này mà phun chỗ luôn rồi. Đây thật sự là cái quán lẩu bò đông khách dã man luôn. Này cuối tuần nữa mọi người kéo nhau đi nhậu, mưa gió nhậu nó mát mẻ dễ chịu. Dạ, tiếp theo là mình tới với vòng xoay Lý Thái Tổ nha mọi người. Dọc này thì là những cái cửa hàng làm quảng cáo mọi người. Đây này, mọi người thấy này, khắc dấu này, hộp đèn này, led này, bảng số này. Đa phần là làm những cái biển quảng cáo. Cửa hàng dầu mã đa dạng loại luôn, không biết thì giờ này phố ẩm thực Hồ Định Kỳ có cái gì không. Này mưa gió chắc cũng vắng khách lắm. Đi qua chỗ này là có cái quán cầm tấm, cái mùi sườn nướng rất khá là hấp dẫn, nó cay cay một xíu nữa, cay khéo mắt luôn. Chờ xíu Hải chỉnh cái cam ấy, nó vẻ là hơi mờ mờ. Không biết là đi cái gì đấy, xe cộ gì ghê quá. Đồng xe dã man. À vâng, thì bây giờ mình nếu mà mình rẽ phải là mình ra về tới đường Điện Biên Phủ mọi người. Rẽ vào khu vực này thì ra đường 3 tháng 2. Đấy chứ mọi người né ra để nhường đường cho xe cấp cứu á, thấy nó hơi lộn xộn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào đường Bà Hạt nha mọi người, đi vào cái chung cư quay cho mọi người xem biết là này mưa gió này nó như thế nào. Chung cư đấy nó xuống cấp rồi. Bây giờ đường Bà Hạt hình như là lại chỗ kia rẽ vào ấy. Trời mưa thế này chỉ có sướng những người đi ô tô thôi. Sướng nhất đi nhiều khi đi xe Honda, bây giờ những cái dòng xe đắt tiền mấy trăm triệu thì cũng ướt người, thì có đi xe ô tô là khá là thích. Bây giờ thì mình cùng vào đường
bây giờ mình cùng vào cái đường Sư Vạn Hạnh nhá. Một con đường kéo tương đối là dài. Mọi người có bây giờ là một số cửa hàng đóng cửa cũng nhiều mọi người. Này thì có phòng gym này, mấy chị đang tập gym đó. Tiếp theo là mình tới với đường Bà Hạt. Bây giờ mình đi hơi lố một xíu, hơi lát nữa mình sẽ quay lại xong. Quay mắt đi. Bây giờ thì mình cùng qua đường nhé. Chỗ này về xe cộ đi lại khá đông rồi. Đây thì mới mở tiệm mì cay mọi người. Đó, đây là mới mở luôn á. Từ trước chưa có này, quán karaoke này, hôm nay những cái vé cũng đông khách. Rồi khách sạn này, khách sạn Sen Vàng này, 1 giờ 60 ngàn, 2 giờ 80 ngàn. Giá cả thì cũng tương đối là bình quân, bình dân. Vâng, thì ở phía bên này thì là Vạn Hạnh Mon. Trung tâm thương mại khá lớn này, nằm tại con đường này, đang mở cửa đón khách. Đấy, người gió, đường phố ảm đạm, buôn bán thì không được mấy khách. Đấy, thường thường những ngày cuối tuần này đông lắm, nhưng mà giờ này mưa gió nên nó vắng khách hẳn luôn. Ok thì đã được mở cửa trở lại. Thấy thì cũng có một số quán mở lại và một số quán thì đã đóng cửa luôn. Đóng cửa trả mặt bằng luôn đấy. Bây giờ mình vào bên trong cái con hẻm này. Một xíu nữa xem mà cập nhật tại khu vực này. Đây dọc này thì đa phần là nhà nghỉ thôi. Có massage mọi người thấy nhiều lắm. Dân nha. Hôm 6 khoảng 1 giờ 60 ngàn thôi, 2 giờ 80 ngàn. Đó. Ui, rất là nhiều xe nha. Bạn các anh chị đi chơi đêm. Đấy, cái này, này cũng vậy này. Thực sự nó là một con. Đây, này giờ đầu có 50 ngàn thôi. Ui, ngày nào nãy là kín khách luôn á. Kiểu như là nó mưa. Mưa nên vào đây trú mưa thôi. Đấy, bên này thì bán một bên lậu này, đầu khách nước lênh láng luôn. Nước tràn đường luôn mọi người. Đây thì mình ra đến được 3 tháng 2 rồi. Luôn. Ở đây mắc hơn một xíu chứ khách sạn nó đẹp hơn. 1 giờ là 70 ngàn, 2 giờ 90 ngàn. Bên tay phải cũng phải là phòng gym, còn cái bên tay trái thì tổng lạc lại toàn khách sạn với nhà nghỉ đâu. Đấy, vui hát karaoke, massage rồi vào đây nghỉ ngơi luôn. Đó, đó là một cái khá là thuận lợi. Thực sự là
con đường này đúng là một con đường thiên đường ăn chơi sung sướng về đêm của nhiều người ấy. Khách sạn đầy rẫy luôn, từ cao cấp cho tới bình dân. Hai thấy là bình quân là giá còn cứ dao động khoảng 60 ngàn một giờ và 80 ngàn một giờ thôi. Đấy, mưa gió lại chở nhau ở nhà nghỉ ấy, chú mưa. Bây giờ thì mình cùng đi ra nha. Thì phải lại được sự vận hạnh. Đấy, chỗ này cũng vậy này. Ui, nước. Chỗ này có vẻ là VIP này, qua đêm. Qua đêm 500 ngàn. Rất là đẹp. Thì mình ra rồi Sư Văn Hạnh, bây giờ đi dọc chỗ này là để ra cái cửa hàng ăn uống. Ở bên này có tiệm massage luôn mọi người, massage Viên Ngọc Sành 2 ở trong hẻm đây nha. Ui dồi ôi, có vẻ là mỗi lúc mưa nặng hạt hơn đấy mọi người. Tưởng là về khuya thì nó sẽ mưa nhỏ hơn nhưng mà có vẻ là nó sai rồi. Mình là sai thật rồi. Có vẻ là về khuya này xe cộ đi đông hơn mà lại còn mưa nặng hạt hơn nữa. Dọc dọc này nó khách sạn này. Luôn luôn thầm lặng cống hiến cho đời mà đôi khi có những cái thành phần nó rất là vớ vẩn. Đây mọi người thấy mưa gió như vậy mà vẫn phải đi làm, cũng phải làm hoàn thành được cái nhiệm vụ. Dù là môi trường làm việc thì rất là ô nhiễm, vất vả và đồng lương thì nó cũng không được cao đâu, cũng khá là bọt bèo thôi. Cũng chỉ cô chú anh chị mình cũng chỉ có đi thêm sau đấy là lượm thêm một ít ve chai là kiếm thêm một chút nguồn thu nhập thôi chứ chẳng có cái gì. Có vẻ là mưa một lúc nặng hạt hơn đấy mọi người ạ, cam nó mở hẳn luôn này. Ở phía bên đường này là quán cơm tấm này, ba quán cơm tấm liền kề nhau luôn. Tới khoảng 500m nữa thôi mình trở về đến đường Tô Hiến Thành và hai sẽ rẽ phải hướng về đường Cách Mạng 8 nha, đường gọi trước là đường Lê Văn Duyệt đó. Để đi về thôi mọi người ạ. Mưa quá. Nếu mà hôm nay không mưa thì mình cũng đi lâu lâu một xíu nhưng hôm nay mưa tầm tã luôn á. Trước có mọi người là Bixi Tô Hiến Thành nha.
quy xì khá lớn. Thì mình qua tới đường Tô Hiến Thành này thì mọi người sẽ thấy là nhiều quán ăn lắm, đa dạng luôn. Không biết hôm nay có vắng khách không, vì hôm nay mưa. Đấy, bên này đầu tiên là quán bún thịt nướng này, đang mặc áo mưa vào ăn uống, nước mưa lại vào rồi. Nhiều lắm, đa phần là ăn uống là nhiều luôn. Đó, đây qua đây là quán cơm tấm này, thơm rất mùi luôn. Chủ bán hàng khá là xinh. Theo là quán nước mía, không có khách.